Em chào anh Duy. Rất mong được anh góp ý cộng định hướng cho em về content hiện tại của em. Em cứ làm mà nó không lên view. Mong anh góp ý content thế nào để chất lượng hơn và có bị vi phạm gì không. Em đang muốn phấn đấu đủ 100k follow để vào net. Xin chân thành cảm ơn. À, thông báo với cả mọi người luôn đấy là năm 2022 ấy. Và năm 2022 ấy, thì là DC là sẽ không yêu cầu mọi người là đạt đủ 100k follow thì mới vào trong network. Mọi người có thể là đạt được là 10k, 20k follow, mọi người có thể là tham gia được rồi. Nhưng mà nếu như trong trường hợp mà DC xem kênh và DC thì là thấy có dấu hiệu để mà các bạn trở thành booking được. Bởi vì chia sẻ thẳng thắn với cả mọi người là mục tiêu năm 2022 của DC ý, sẽ không cần phải trở thành top 1 của một cái gì đấy nữa. Năm ngoái là bọn tôi trong 2 năm vừa rồi là chúng tôi đã top 1 rồi, đã đạt được rồi. Và nó có nhiều cái mà chúng tôi nhìn lại và chúng tôi thấy là cũng không nhất thiết là có phải một cái danh, một cái danh gì đấy, top 1 của một cái gì đấy chúng tôi cũng không cần nhất thiết nữa. Và chúng tôi sẽ tập trung là về cái giá trị con người và giá trị của cái network, tập trung sâu hơn từ những cái việc mà chúng tôi là nhận các bạn là về booking. Có những các bạn mà mặc dù là 200-300 nghìn follow nhưng mà sắp tới là thời gian chúng tôi sẽ làm việc lại với cả các bạn ấy, xem là các bạn ấy có đổi hướng được nội dung để mà sau này có thể là đi được cùng với cả team không. Còn nếu mà các bạn mà có 200-300 nghìn lượt follow nhưng mà các bạn cứ ngồi trong network và chúng mình cũng không có thể là kéo booking và các bạn ấy cũng không biết là kiếm tiền nó như thế nào, không biết là làm content để mà booking được nó như thế nào, thì nó rất là lãng phí thời gian và công sức của cả đôi bên. Có nhiều bạn là cũng đã dụng rồi, nên là đấy, tôi có thông báo luôn với cả anh em. Chúng tôi là sắp tới là cũng sẽ không nhận những cái kiểu như là dạng kênh hài hước hay là những cái dạng mà nó không thể nào mà booking được. Đấy, nói trước với cả anh em như vậy. Cho nên là nếu mà anh em nào mà có đủ khoảng tầm 10k, 20k follow mà content đấy mà tôi xem là nó booking được ấy, thì tôi vẫn nhận bình thường. Nếu như anh em nào mà bỏ lỡ cái này này, bỏ lỡ cái đây, cái kênh này, anh em nên xem lại. Nếu như hôm nào mà anh em mà vẫn hôm anh em nào mà bỏ lỡ ấy, thì đây, anh em nên xem lại cái stream này, cái stream mà deep talk của tôi ấy, để anh em nghe lại một lần nữa. Hôm đấy tôi chia sẻ, tôi tâm sự rất là sâu về cái việc mà xây dựng hình ảnh ở trên mạng xã hội như thế này. Anh em vui lòng mà xem lại. Và trong mục tiêu là năm 2022 ấy, mình hãy đặt một cái mục tiêu là nếu như mà anh em nào mà chưa có một cái kênh để mà chuyển hóa được sang booking để mà kiếm được tiền, thì mình hãy đặt cho mình một cái mục tiêu là mình có một cái giá trị booking để mà mình kiếm được thêm tiền, để mình làm được một cái gì đấy. Xác định là một cái thu nhập của mình đến từ TikTok là nó sẽ đạt được là bao nhiêu, 30 triệu, 50 triệu hay là 100 triệu. Đặt cho mình một cái mục tiêu để mình làm được. Tốt nhất là cái mục tiêu mà mình đặt ra ấy, nó đừng bị cao quá. Ví dụ như bây giờ bạn chưa được kiếm được 1.000 nào từ trên TikTok ấy, thì bạn đừng có đặt mục tiêu là bạn kiếm được 100 triệu. Nó sẽ bị mơ hồ. Nếu bạn chưa kiếm được 1.000 nào từ trên TikTok ấy, bạn có thể đặt mục tiêu là 10 triệu, 20 triệu thì rất là ok. Được, 10 triệu, 20 triệu kiếm ở trên TikTok thì không khó. Đấy. Hoặc là những cái bạn nào mà chưa xây dựng được hình ảnh, thì các bạn hãy đặt cho mình một cái mục tiêu. Tôi thấy là nhiều bạn đặt mục tiêu như này. Mục tiêu làm được một kênh TikTok 100k follow. Ừ, 100k follow, nhưng mà thường ấy, các bạn ấy sẽ có rất là nhiều cách để mà làm được kênh 100k follow, nhưng mà vấn đề là cái giá trị của mình với cả là cái người xem ấy nó là cái gì. Thì nếu mà các bạn mà đặt cho mình một cái mục tiêu là năm 2022 mình có một kênh TikTok đạt 100k follow, mọi người nhớ với mình là một hình ảnh một thằng hay chỉ bậy, một thằng chuyên quảng cáo sản phẩm chất lượng, một thằng chuyên review hàng ngon, một thằng chuyên review về đồ công nghệ đấy, thì mình phải rõ ràng ra cái hình ảnh của mình xuất hiện ở trước TikTok, ở trước đám đông, chứ đừng có đặt cho mình một cái mục tiêu là mình chỉ đạt được là 100k follow nhé. Vì 100k follow thì rất là dễ, mọi người đú chen, mọi người làm zamba cái trò ba lát ba sàm là cũng 100k follow mẹ rồi. Không khó. Vấn đề là người xem người ta nhắc mình về cái giá trị hình ảnh của mình nó là cái gì. Thì anh em nhớ xem lại cái này nhá. Cứ lên trên gõ cái từ deep talk dưới muối là nó sẽ ra. Đấy.